siêu phẩm Hot Hits của Mandy Mai. Hôm nay Việt Nam đá nè, có ai đi, có ai coi Việt Nam đá không? Mai hôm nay. Ngày mai. Ngày mai Việt Nam đá mà hôm nay á nha. Ai mà hả nhanh tay nhanh chú mấy bạn xe like cho Hôn đi. Dặn nhỏ thôi lại, dặn nhỏ tiếng lại, đừng quỳ tiếng bị é. Hôm nay nha, mình đi Thái sáng giờ đi mới về nè. Mấy bạn xe like cho Hùng, mấy bạn xe cái like qua bên cái Facebook đó cho Hùng không ạ? Facebook Cường Đài Ngon đó. Hello tất cả mọi người. Có một cái điện thoại nào mà hôm nay nha, những ai mà làm về banh bóng hay là cái gì đó nha, Việt Nam đang đá nha, ai anh Phúc vô bằng cái Facebook mà tóc mà ta tóc màu sáng mày lấy điện thoại Phúc coi đi. Anh Phúc anh đưa điện thoại cho em mượn được không? Hỏi đi chị nào vô Facebook em đi chị nào. Lấy là thôi khỏi làm đi, em lấy điện thoại chị nào được rồi vô Facebook em á. Hỏi đi thế mày lấy cái điện thoại đó vô Facebook tóc màu xám á, coi like cho người xem nó nhảy lên mày. Lấy Facebook màu xám, tóc màu xám coi đó mày. Mình chia sẻ với mọi người nha, đây là một cái phép mới bên mình nha, và phải đợi gần cả tuần. Mà từ mấy bạn biết mà, từ bữa mà mình đi qua Thái đợt trước nha, mình phải đợi tới ngày hôm nay bắt đầu mới là có gửi về cho mình. Nhỏ tiếng giùm ai đây, nhận tiếng giùm. Mấy bạn lấy cái avatar tóc màu xám của Hùng á, coi bật like lên coi để cho nó nhảy người xem vô. Đây nha, tất cả các cái phép là mình có comment giá rồi, cho nên mọi người muốn thì mọi người coi nha. Vú bự quá em ơi, em có nhiều cái đáng dòm hơn là vú á anh. Đừng vô đây mà dòm vú nha. Mấy bạn ơi, tập trung kiếm tiền đi, năm 2018 rồi mình phải có tiền nha. Hiện tại bây giờ đang có những bạn là người banh là đề là bóng là rất là nhiều vấn đề là về mà vậy, giống như là những cái chị em mà trong ngành hay là cái gì đó nha. Thì hôm nay mình có một cái loại sáp này là loại sáp mới, nó chia sẻ về cho những người đang làm banh bóng hay là một cái vấn đề gì đó nha. Mọi người vào xem like nhiều lên, chia sẻ like lên đi. Bất cứ bạn nào chia sẻ like khi mua những cái mặt hàng nào bên Hương thì đều được free ship hết nha. Mấy bạn ơi, những ai đang làm về những cái nghề mà như banh bóng, bài bạc hay là vấn đề gì đó thì mình á cần chia sẻ like đi. Tại vì hôm nay tại cái like này, một xong ơi chị đẹp quá cảm ơn. Ngay tại cái live stream này đây, chị sẽ chia sẻ cho mọi người cái bí quyết mà làm sao mà có được tiền thật nhiều nhiều nha. Đó các bạn thấy không, mình sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao có được cái bí quyết tiền thiệt là nhiều nha. Những ai đang làm về banh bóng số đề nè, hay là làm về một cái gì đó đá gà, cá độ, đá banh nè, hay là gì ta ghi đề nè, hay là làm ghi phơi hay là cái gì đó, nói chung là những cái ngành nghề xã hội, khi mà mình ghi số mình thua lỗ hoài, hoặc là mình chơi cá độ đá banh mà mình cứ thua hoài mình không thắng được đúng không, thì mấy bạn thỉnh cho mình cái sáp này là sáp banh bóng đề nè, là một loại sáp mới bên mình nha. Và đây là cái loại thứ hai mà mình muốn giới thiệu. Dòng đeo tay phải của em có bán không, giá bao nhiêu? Tay phải là tay này đúng không ta? Nhìn trong camera đây tay phải hả? Dòng đeo tay này có nha, đây là dòng trầm gỗ, giá là 550 nha. Tất cả những bạn nào luôn muốn mua cái gì bên Hương, còn bán online thì xài cái nào vậy chị Hương, cho chị phép mua may bán đắt đi qua. Bán online bên chị thì em thỉnh phép mua may bán đắt, còn muốn có duyên nói chuyện thì tỉnh sáp hồ ly, cho chị sáp hồ ly luôn. Đây nha, đây là phép mua may bán đắt của mình, bùa mê quyến rũ luôn nha. Đây nè, khi bạn thỉnh cái này về để trong shop hàng online giá là 750 nha, sẽ rất là đắt khách nha. Cái này thì có thể làm mặt dây chuyền để mà đeo được luôn nha, nó độ về mua may bán đắt nha mấy bạn. Các bạn chia sẻ livestream nhiều vô nha, các bạn càng chia sẻ livestream thì sẽ càng là có nhiều người, là giống như người Việt Nam mình sẽ thoát nghèo của mấy bạn. Khi mà các bạn coi livestream của mình, các bạn mua hàng mình sẽ thoát được nghèo. Tại vì có sáp học giỏi không? Có em ơi. Và mình nói luôn nha, đây là một cái sáp về banh bóng số đề và rất nhiều người. Hiện tại bây giờ cái lô hàng này về chỉ có 1.000 hộp thôi. Bạn nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Cái sáp này giá là 1.500.000 nha. Nó dành cho những ai mà đang thầu đề, thầu banh hoặc là nhiều vấn đề luôn. Đó, thì mọi người muốn mua thì liên hệ nha. Còn đây là một cái loại sáp mới có tên là sáp đôi vàng. Đây nha, có một cái loại mà giống như là một cái truyền thuyết về một cái sáp đôi vàng này nha. Là ngày xưa đó, là mấy bạn biết không, khi mà hai người đó yêu nhau xong rồi, cái chàng trai đó là bắt đầu kiểu như là gặp một cái cô gái khác xinh đẹp hơn, rồi bắt đầu mới phụ vòng chỉ đỏ chỉ còn luôn em, giá là 300 nha. Thì bắt đầu mới, ủa nãy giờ nhờ đóng cửa rồi, mấy mai bước ra đóng cửa giùm Hương, mấy lạnh rồi mở gì nè. Không
Này mở cửa cái gì chưa? Vú đi vô thì Vú mở cửa, Vú đóng cửa giùm con đi Vú. Bảo đảm 100% không hiệu ứng thì hoàn tiền gấp 5 nha mấy bạn. Bạn nào yêu nhau mà giống như mình bị bồ mình bỏ, hoặc là có một cô gái khác, hoặc là trong gia đình mà chuyện mà không hạnh phúc hay là mọi vấn đề luôn nha, khi thỉnh cái này về mà không hiệu quả mình hoàn tiền lại gấp 5 liền lần với bạn nha. Đây là sáp đôi vàng nha mấy bạn. Đây là một cái loại hàng hiếm bên mình, thầy phải trì chú rất là đông luôn, thì rất là lâu luôn mới là có được nha. Cho nên bạn nào muốn thì liên hệ với bên mình nhanh nha, tại vì không, số lượng không có nhiều nha. Ai một tiếng nữa không anh? Vòng chàm này hả em? Vòng chàm này có tác dụng là cầu bình an, mang về sức khỏe, hút tài lộc và mang lại may mắn nha. Em đang hỏi cái gì vô không ra, mấy bạn muốn mua cái gì comment lên nha. Sáp học giỏi có luôn nha. Và đó nha mấy bạn, cái sáp mà đôi vàng này đó là nó do là một cái vị sư này nè làm, là có hình của vị sư luôn nha. Khi mấy bạn mua cái này là sẽ có luôn nha. Đó, đây là làm dùng cho những ai mà kiểu như là chồng phụ bạc, hay là chồng mà kiểu như là không thương mình, hoặc là chồng mình kiểu như là sao ta, giống như là có một người phụ nữ khác, hoặc là nhiều vấn đề luôn, thì mấy bạn có thể thỉnh cái sáp này về. Cái này không cần phải thoa, chỉ cần để trong người thôi, thì tự nhiên chồng mình, cho dù cho cái người đó là người như thế nào chị không cần biết, nhưng mà vẫn sẽ xui khiến quay về với mình được luôn nha. Em đang hỏi về cái gì? Sáp hồ ly đó là dùng cho hai người đang yêu được, nhưng mà cái loại này mạnh hơn cả sáp hồ ly luôn nha em. Đây là một loại hàng mới bên chị nè, bên trong nó là có một cái tượng, một cái đôi nam nữ nè. Sáp cá độ đá banh bóng đề thì giá là 1,5 triệu nha. Trên comment có ghim đàng hoàng nha mấy bạn. Chị gửi em một vòng chỉ đỏ nha. Ok, sẽ có bên mình, sẽ có nhân viên chốt hàng nha. Sáp học giỏi giá là 700.000 nha em ơi. Dầu yêu giá là 500. Hoa cưng có đang ở trong cái Facebook mà xe hơi của chị không? Để em coi cho chị mượn anh. Em coi nít rồi cho mượn anh. Này là cái gì à? Chiếc xe hơi đó. Nhiều quá. Qua rồi. Đây chị.